chỗ sang chỗ mình dạy theo phong cách sang chỗ thôi nha. Đúng mà chị lắm chơi khuya nè em ôm ôm kiểu này nè ôm qua song sắt là đi bắt ớt bắt được con ớt tới hai mươi mấy chị hai đầy cũng bắt ở đâu không bắt trong tôi hết đó. Bây giờ là 11 giờ 10 phút thì mấy chị em đang chưa ngủ, cả nhà đang được đón đón hai thành viên trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ đó cả nhà biết là ai nha, cả nhà đón xem hai thành viên đó là ai nha. Và bây giờ thì hai chị em đi nấu cơm làm đồ ăn chờ hai câu lạc bộ mới lên ăn cơm. Hai câu lạc bộ hai chị trong câu lạc bộ nha cả nhà. Thì chiều thì mấy chị em ăn cơm muộn cả nhà, đến giờ mấy chị em này nấu cơm để sẵn này đón hai thành viên lên ăn cơm cùng. Đây nấu cơm rồi cả nhà cùng bớt xem nha. Rồi đây chị Hai đang hì hục nấu cơm với cả nhà tại vì cơm ít quá rồi anh Hải với chị Lấp nó không đủ nên là mới lấy hai thành viên là một bí mật của Hải với chị Lấp đâu đây. Chắc bí mật là cả nhà ơi, là anh Hải với chị Lấp lên đó cả nhà. Đây bí mật là hai thành viên nó ăn rất là mặn. Như là hai chị em phải nấu thêm cơm ấy, phải dở cơm ra nấu thêm cơm. Đấy, bé Hạt Tiêu thì rất là thích ăn trao, đây là chén trao mà bé Hạt Tiêu mới làm đó cả nhà. Còn em Tài Tí Tiểu thì đang ăn mì tôm. Đây là trứng của bé Hạt Tiêu chiên với là cái gì ta, tôm rang nha cả nhà. Rồi bé Hạt Tiêu sẽ đi lặt rau muống thêm đó. Em đau bụng quá, em làm trước rồi cả nhà. À, ăn đi. Mời cả nhà nha. Tài thì đang rất là đói, cả nhà em là ăn mì trước. Đây, ăn đi. Rồi thì bé Hạt Tiêu sẽ lặt rau muống cả nhà. Nhưng mà mình sẽ hôm nay mình sẽ không lặt trong một gian bếp ngựa bột nữa, mình sẽ lặt trong studio. Vâng, studio. Studio hả? Studio của studio. Anh Phú mới làm cả nhà ấy. Nhìn có rất là thơm mùng, có cái đèn rất là hay. Cái đèn nè, đấy rồi. Đây cây kiển nè, đó. Bây giờ mình sẽ lặt cây. Lặt ra đi. Để lòng vòng ngồi. Chị lắp lên nè, để lộn. Chị đấy em nói, lắp lên. Đây là rong muống ở nhà. Chị có đóng chân lên hôm trước á chị. Còn luôn ha. Lụt chống trao. Đây là một cái đồ rất là thích ăn trao. Đấy mình lặt ở phong cách ở chỗ sang chỗ, mình lặt theo phong cách sang chỗ thôi chị. Là ra cái đó là không phải sang trọng đâu. Là kiểu sợi dây tay á. Đây là rau muống nhà chị đổ chè, rau muống á. Rau muống đồng. Rau muống ở quê cả nhà rất là. Rau muống này ăn nó giòn nó ngọt lắm luôn. Lấy lá không hay chè hay là bít lá? Bỏ lá bự đi chị thấy ăn tổng nó ngon. Bây giờ em lợi rồi lá nè. Chị thường á là ở quê chị thường hình như là không biết mọi người sao á chứ mà ở chị á là lá thấy lá lấy lá, còn nhiều vùng hay sao á chị thấy bỏ hết lá chị lấy cọng thôi, đúng không Tài? Đúng rồi. Tài thích ăn lá hả Tài? Tài thích ăn lá hả cô nè? Xuống đây nhặt lấy lá này Tài. Nhà chị thì thích ăn cái lá. Chị Hai, hả? Hai người thích ăn lá, người không thích ăn thì mình sẽ lập ra hai bên. Đúng không? Phân chia ra. Mấy cái lá đấy là nó bị kiểu mình bỏ trong lạnh chứ hai. Lâu quá. Đây là rau muống khổng lồ. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay là khuya quá rồi nên là ăn đơn giản rau muống chấm chao và trứng kho. Với tôm diêm tôm diêm của mẹ chị Hai nhìn lên á. Lâu lắm rồi mà mình chưa ăn hết luôn hả mấy chị em mình lười ăn quá. Tài ăn lẹ xuống lặt chứ chờ em ăn hết cái đó thì đây nè vợ em lặt hết rồi. Thôi anh đi, thôi chị đó đi chơi, thấy mặt có tay không trời ơi sướng quá nha.
bé có một chút xíu mà được cưng chiều thấy sợ luôn á. Bé đau biết chết, đau bò đâu mà không biết đau. Trời. Hôm nay bé là được em giặt quần áo cho nè, rồi là đút nước cho uống nè, sức thuốc cho cưng như em bé vậy á. Ai sung sướng vậy đâu, chắc kiểu này chắc té hoài quá. Tại bị té cả nhà, mua nhà vệ sinh, bị té. Té rồi hả nè, tại chắc kiểu này chắc té hoài hả? Đau quá không được đâu. Đau cái tay nhưng mà mình được cưng chiều mình... không, không ngon. Không ngon. Sao không ngon vậy? Dĩ dàng lắm, bữa nay bé cưng chiều dữ lắm. Cả nhà có thấy chú chú ai không cả nhà? Là thiếu chú đống chè thì bây giờ... Đang bụng quá. Đang bụng quá. Xong chưa? Quay xong chưa? Em quay xong rồi mà em đói bụng mà em khô cổ luôn. Em nghe cái mùi gì đó nó rất là thơm. Đấy là mùi gì? Em không ghi hình nổi, em chỉ ghi âm nổi thôi mà cái bụng em cứ ghi âm ọt 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 ọt. Ghi hình xong chưa? Chưa. Chị Út thấy em lại lâu chỗ xong trộn chưa? Chưa ghi hình xong. Nè quay qua nè. Cái mùi của anh tí nha. Chị đáo nha. Xin gái thế nào? Chị Út thấy sao? Chị Út là nãy giờ là đang... đọc ở cả nhà, đọc kia âm để nhấp vào mấy cái mà trên kênh Nụ Là Việt Nam hay đăng á cả nhà, giống như chị Hai với Tài Chí Tiệu đấy á. Sắp tới thì sẽ nhường công việc này lại cho hai bạn Út Ống Tre và Tài Chí Tiệu. Không ấy vậy, mong mì được không ta? Sao tại mì ngon quá là. Đây, giờ chị lúc anh Hải tới nha cả nhà luôn. Chị Hai đang mở khóa để ra đón hai anh chị nha. Còn đây là chị Út đang tính thử gì này. Đi. Đi. Phải không tay, em nhìn nhục ta. Có nó hay rồi, nó đang nhìn chú. Nó nhúc nó bé. Chút đâu đó. Chú đâu chỉ á nhỉ? Không có chỉ á, chỉ có bên mình thôi. Hello. Hello anh chị. Ai đây? Ủa, anh đi đâu giờ này? Ủa, hai người ơi, giờ này tôi đi nữa. Sao sao hai em bé đi ngoài đường giờ không tốt à? Giờ này mà hai em bé đi đâu đấy? Đúng rồi, chị lắm chơi khuya nè. Chơi ôm ôm kiểu này nè. Ôm qua xong sắt rồi, bé nó mở cửa xong cái nó lôi đi. Lâu rất gì nhiều vậy? Dâu toàn tên. Cái này vậy? Cái này toàn tên. Dâu, dâu, dâu. Trời ơi, ngày mai có cuộc phiên đâu. Alo anh Hải. Hello chị lắm. Hello cả nhà. Ủa, mọi người nhớ mọi người. Quên á. Dạ, yeah, bỏ chú Út lên nè. Chị lắc mừng quá, quên nhỏ luôn. Trời ơi, bỏ người ta mình lên. Ủa, rồi có phá kỹ chưa? Nó ở sao đó. Ồ, xin Út phòng này đẹp quá nha. Đẹp đấy. Đây là đẹp quá, đẹp quá. Studio để nấu ăn đó. Studio để nấu ăn. Chị nói là mấy em chị em thì không làm cơ hội. Hello cả nhà. Lại là Hải đây. Hôm nay Hải đã đặt chân đến công ty rồi. Rồi dẫn chương trình gì anh Hải? Hôm nay mình dẫn chương trình nhìn đầu tóc anh kìa một số giờ thì nửa đêm rồi, mình ăn đêm đi. Anh đêm hả? Đêm hả? Anh em khuya này. Đấy, em đâu đây? Anh Hải ơi, ăn đêm xong rồi vô luyện thanh với bọn đâu? Nha. Đây, đây. Thanh đang luyện đọc cái đó nè. Chụp chào. Con gái vừa mà đeo leo vậy đó hả? Ủa rồi, bà bá này. Tại em có ra lấy cho chị đâu. Em bị đau cái tay. Hả? Em bị đau cái tay. Đau tay rồi. Mấy đứa bạn đâu? Bị đau tay cái hôm nay bé cưng dữ lắm. Chị lát biết sao bữa nay Tài nó mà làm gì ta bị đau tay không? Tại vì á nó thương bé quá, sợ bé ăn cơm với rau muống luộc chấm chao tội không có gì ăn. Ốm người yêu, ốm vợ nên là đành đi bắt ớt. Bắt được con ớt tới hàng mấy chị. Hai bạn bắt ở đâu không? Bắt trong tôi hết á. Chị, em đang ghi âm chữ. Cái nhà nó là lên. Nhưng mà cái bắt. Cho nó nói gì là chị. Ấy dạ. Là con ớt đó chị, nó ngộ lắm. Nó mới cởi áo mà nó chứa cởi quần. May là chứ không có cởi quần. May là không may đó. Cởi quần cá rồi. Mọi người hư hết. Bây giờ thì đến ăn chuẩn bị đến 12 giờ rồi. Thì vợ chồng bọn giờ mới tới. Thì bây giờ vợ chồng bọn sẽ ăn cơm cùng các em trong câu lạc bộ nha. Bây giờ hãy mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn trứng nha. Hình như trứng của Tài thì phải. Em, trứng em đấy. Trứng em hả? Trứng của Tài. Ôi, da nhiều quá.
Anh đi, chị hai anh đi. Rồi lắp vào cái nhà dùng cơm nha. Rồi cả nhà ăn cơm. Chào có biết rồi. Tài ơi đứng nhìn đi Tài ơi. Và cái nhà ăn cơm chung nha. Rồi rồi. Nhức mắt luôn. Nãy giờ Tài ăn mì rồi. À ăn mì rồi hả? Dạ. Ăn thêm miếng cơm hay Tài? Ăn cơm với Tài. Không. Con đang ăn chung một miếng nè. Vô. Tài kia đi, phụ kia đi chứ. Kể cho anh Hải nghe sự tích của em đi Tài. Sự tích của em là ngày sửa ngày xưa hết chuyện. Dạ hôm trước á, nó không nắm chị đâu, nó ngại. Cái bữa mình đi chợ nhé. Hôm em đi chợ á, Tài ra ngoài chợ đi mua trà sữa. Xong cái anh bán, em kêu là chị chỉ mua loại nào ạ. Tài nó kêu em là bác trai. Do mấy cha anh Hải á, đi chợ ai cũng mà nghe điện thoại là 10 người á. Chưa bằng chị hết 10 người rồi. Hôm nay là nói năm. Chị Hải. Dạ mấy Hải em nghe cũng chị thiệt luôn á. Nãy Út gọi bấm máy lên đây em tưởng đâu. Mẹ chị em à. Chị Hải. Chị em à. Với lại người thì thân thì cứ đúng chị đâu mà. Chào mọi người, video đến đây là kết thúc. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip sau không. Bye bye, bye bye rồi. Bye bye.